trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn hồi ký ở Thượng Đức, chuyện của người lính sư đoàn 304, phần 8, những sự thật trên chiến trường. Trời còn nhóa nhem, nhưng gương mặt sư trưởng Lê Công Phê lại sáng bừng như chưa bao giờ có, cái gương mặt đầy hưng phấn ở ông như đã nói lên phần nào diễn biến của thế cuộc. Ông bước thư thái về phía sáu nam giọng tương tự. Chúng ta chuyển hướng tấn công chủ yếu sang tiểu đoàn 9 là rất đúng. Tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 7 đều đang phát triển nhanh, ông đưa tay nhìn đồng hồ. Lúc này có thể cả hai đã ở sát trung tâm, quân địch đang bị dồn về phía đông nam. Còn tiểu đoàn 8, 6 nam đang ngồi vụt đứng dậy dướn về Lê Công Phê. Trông ông cứ như gặp người tình muốn vươn tới ôm vai bá cổ. Một nụ cười duyên dáng hiện trên môi Lê Công Phê. Ông ghé đầu sát tai 6 nam nhưng lại nói rất to. Rất đáng khen, nó đã chiếm được tuyến lô cốt thứ nhất, đang đánh chiếm tuyến lô cốt thứ hai. Nhưng, Ông bỗng ngập ngừng mặt trở nên tư lự. Sao? Nó làm sao? Anh nói tiếp xem nào. Không sao cả, nhưng đúng là bao nhiêu cái khổ chút lên nó. Đang phát triển thì gặp ổ đề kháng ngầm của địch. Chúng bắn chặn quyết liệt, bộ đội thương vong nhiều. Liệu, liệu có trụ được không? Giọng sáu nam chợt run run. Chủ chứ? Có trăng chậm hơn so với thằng khác. Nghe nói nhiều người bị thương vẫn bám đội hình tiến công. Anh sáu à? Anh chuẩn bị đi thôi. Có thể tình hình sẽ truyền nhanh lắm đấy. Được, tôi hiểu. Sáu nam trở lại chỗ đặt máy bộ đàm. Sự chờ đợi nôn nao của ông về cái giây phút chiến thắng đang đến rồi chăng? Thằng Hùng, thằng Lầu sẽ làm gì khi giờ cáo chung của chúng đang đến? Hoặc chúng sẽ tử thù đến cùng? Hoặc sẽ bỏ chạy? Điều quan trọng là bên phía lực lượng vũ trang tỉnh phải chặn kỹ các lối bọn địch có thể rút ra. Ông đã dặn hai tiểu đoàn chủ lực tỉnh và các lực lượng huyện xã bố trí thế trận chu đáo. Khó nhất là làm sao bảo vệ được dân ở ấp Hà Tân khi trận bánh kết thúc. Chưa thể lường hết chuyện gì sẽ xảy ra với dân Hà Tân khi Thượng Đức thất thủ. Người tin cậy nhất, làm yên được dân là Thủy và Cầm Linh. Ông hối hạ cầm máy gặp Thủy. Mặt ông bỗng hốt hoảng. Trời ơi! Như thế là nghĩa làm sao chớ? Từ đằng kia đầu dây, huyện ủy Đại Lộc cho biết không nhìn thấy Thủy hai ngày nay. Anh ấy đi đâu? Đi đâu hử? Về Hà Tân, sao lại về hà tân mà về sao được hừ các anh cũng hay nghĩ bậy cho anh ấy lắm đấy sáu nam buông máy thở dài nghe đến não ruột trước lúc nổ súng sao thủy lại biến mất rất có thể thủy về hà tân nếu không về hà tân thì thủy đi mô chớ nhưng về hà tân làm gì trong lúc đang đánh nhau loạn ngầu thế kia một vài người ở huyện ủy nghi ngờ lòng trung thành của anh về chuyện viết thư cho cháu chuyện đốt nhà hàm hại vợ con đã tạm yên lại được sốc sới lên khi ta tâm công đợt hai gặp trở ngại. Ông biết trong huyện ủy cùng có những người gàn dở lắm. Chưa có chứng cứ rõ ràng mắc chi vô hiệu hóa vai trò của Thủy. Thủy là người trung kiên, một lòng một dạ với cách mạng, nhưng sự thu thiền quá thể của một số người không chừng đẩy người ta về phía bên kia. Đầu óc sáu nam vừa bộn lên thoáng nghĩ ấy đã khiến chân tay ông bùn rùn. Nếu có chuyện ấy thì ôi thôi, hết ngó rồi. Ông thấy lòng hoang mang thật sự ông lại vồ lấy máy gọi về chỗ huyện ủy ông muốn gặp cẩm linh trời ơi có chuyện chi lạ lùng vậy lần này ông thả rơi câu nói tay bưng lấy đâu cẩm linh cũng biến mất từ hôm qua đến giờ cô để lại văn phòng huyện ủy một miếng giấy với dòng chữ tôi xin phép vắng mặt chừng nào chưa tìm thấy anh hoàng thủy không thể thiếu anh ấy trong cuộc chiến đấu của chúng ta ký tên cẩm linh thủy đang ngồi nói chuyện với trường ấp hà tân nguyễn bá So với 10 năm về trước, Nguyễn Bá có nhiều thay đổi. Dẫu thế, nếu vô tình gặp Nguyễn Bá đâu đó, Thủy vẫn cứ nhận ra. Bá to cao lừng lững, lông mày rậm, hơi sách, cầm bạnh, mặt vuông. Chỉ vậy cũng đủ nhận dạng nhưng Nguyễn Bá còn có một đặc điểm khác thường. Mũi bá rất to, cứ như thể có ai đắp thêm để thành một nhân vật hề trên sân khấu. Mười năm trước, người bá gầy, nhanh nhẹn, giọng cũng trong hơn. Môi trường đang sống làm biến đổi bá khá nhiều bụng bá xệ ra, tay chân mập, dáng đi ọc ạch, giọng khàn, chói. Anh ít thay đổi, bá nói, nhìn Thủy với đôi mắt có vẻ thương hại. Gầy và khắc khổ phải không? Khốn nạn, mười năm nay thiếu ăn thiếu mặc, chạy cùng khắp, làm đủ mọi chuyện, nhục như con chó. Ấy thế mà còn bị nghi ngờ, xỉ vả, còn sống đến bây giờ cũng đã là phúc rồi. Mừng cho anh, trắng, mập, cuộc sống chóc phồn thịnh mới được vậy. Bá không nói gì, chỉ cười nửa miệng cái cười đầy bí hiểm chuyện giữa họ lắng lại mắt nhìn mắt thăm dò có cái gì đó vẫn làm cho họ chưa thật tin nhau bá gọi người nhà cho thêm đồ nhậu thủy kín đáo theo dõi căn bếp kín ẩn phía bên trong anh cũng để mắt tới những cánh cửa nửa khép nửa mở của căn nhà rộng dinh nằm vuông góc với phòng tiếp khách của bá nhà đi đâu vắng vậy anh bá quên chưa nói anh rõ chị kia người giúp việc vợ con tôi sơ tán hết từ mấy bữa nay nhà chỉ còn tôi với anh. Tha hồ nói chuyện, thằng nhỏ cháu anh chút xíu nữa sẽ đến. Vậy đó, anh có người bảo vệ, còn tôi. Bá giơ hai bàn tay trắng trước mặt Thủy. Tôi không hiểu tại sao lại là như vậy. Thằng nhỏ là cháu tôi nhưng là lính các anh. Tôi là kẻ đầu thú về với quốc gia. Nguyễn Bá lại mỉm cười. Thì tôi giống như anh, cũng từng là cộng sản gộc rồi đi chiêu hồi. Họ lại yên lặng nhìn nhau, mỗi người đều đang nhớ lại kỷ niệm của một thời. Hồi đó, ở Hà Tân, cán bộ cách mạng được cải cắm lại khá đông. Thủy và bá là bạn học, bạn chiến đấu, không những thế còn giữ trọng trách khá đặc biệt. Bá là chủ tịch xã, còn Thủy là bí thư chi bộ. Cả hai hoạt động bất hợp pháp. Bữa đó, bá bị khui hầm. Trường hợp này, người cách mạng chỉ có một cách duy nhất, tung lựu đạn nhảy lên, phó thác tính mạng cho may rủi. Chuyện bị địch phát hiện hầm bí mật không còn là hiếm cách giải quyết như trên là lẽ sống không thể nào khác được bá không làm như thế khi biết không thể nào thoát bá xin đầu hàng tất cả những cán bộ nằm vùng ở xã hà tân ngay lập tức phải nhảy núi phong trào bị đổ vỡ địch dồn dân về sát chân đồn thượng đức lập ấp có điều là chúng chưa diệt nốt những người có thân nhân đi theo cách mạng anh thủy à tôi nghe nói ngoài vùng giải phóng anh làm tới bí thư huyện ủy chi đó có thật vậy không ấy là trước khi cộng sản khỏi sự đánh thượng đức còn bây giờ tôi bị cách chức rồi. Đến cái danh hiệu đảng viên cũng không còn. Anh bá, tôi chẳng là gì đâu. Tôi chỉ còn một mong muốn được đoàn tụ gia đình, được gặp lại vợ con. Đời người ngắn mà anh bá. Tôi chót dại. Đáng lẽ chọn con đường anh bá đi từ lâu. Bá nghe có vẻ lơ đĩnh, mặt cúi gầm xuống buồn rượi. Thủy bỗng trở nên rẻ chừng trước những lời lẽ đã được nghiền ngẫm kỹ của mình. Tôi biết mình có tội với các anh. Bá giàu dĩ, nhưng là bạn bè từng một thủa hoạt động cách mạng với nhau anh có tin tôi không bá nhìn chòng chọc vào mặt thủy không hiểu sao thủy phải hướng con mắt đi chỗ khác tôi không phải là người cạn tàu giáo máng với bạn bè nhận thấy thủy nhìn mình như khó hiểu bá tiếp bằng chứng là hồi tôi đi chiêu hồi nếu muốn đồng đội bị giết thì kể cả anh cũng không thoát khỏi tay địch có thể như vậy lắm thủy nói chỉ để xóa đi một vết nhơ giữa hai người anh nhớ lại chỉ ít bữa sau khi theo địch bá đã dẫn một tốp lính đi lùng sục khắp nơi trong danh sách những cán bộ nằm vùng mà bá liệt kê có tên thủy đứng đầu bảng nên thành thật với nhau anh thủy à hình như anh không tin điều tôi vừa nói anh nhớ lại đi bữa đó tôi bị khui hầm vào giữa chưa đúng không nếu tôi khai ngay các anh chạy sau kịp tôi thừa biết có người ở hà tân báo cho các anh biết tôi bị khui hầm và các anh đã chạy tuốt lên núi ngay tối hôm đó tôi phải dùng mọi kế hoán binh để bọn chúng không làm gì được các anh còn chuyện lừng sục khai báo thì làm chi khác được nếu không khai không báo sao chúng tin là mình thành thật đi theo quốc gia hoàng thủy đã bắt đầu sốt ruột khu vực anh và bá ngồi đây như trên chảo lửa hôm nay hoặc ngày mai sẽ ngã ngũ chính thể của chế độ thiệu còn lại đây hay sẽ là vùng đất của quân giải phóng thời gian quá ngặt nghèo bụng giả dạ nào yên ngồi nghe bá kể lể về những chuyện đã thuộc về quá vãng nhưng thủy chưa thể nói thẳng nói thật ý định của anh bá nói chuyện vòng vo và tỏ ra cảnh giác tại sao bá lại phải thanh minh chuyện bá ra đầu thú quốc gia chính anh đang nói với bá về việc anh cũng xin ra đầu thú đó thôi và không hiểu vì sao biết anh đến nhưng bá không bố trí lính bảo vệ người trong gia đình cũng vắng ngắt có phải thật lòng bá không có chút nghi ngờ gì về việc anh xin đầu thú với quốc gia có phải thật lòng đối với anh bá không cần phải đề phòng gì về tính mạng của y thái độ của bá làm thủy hết sức khó xử nếu bá có chút nghi kỵ và nếu anh đọc được trong suy nghĩ của bá một điều gì rõ ràng anh đã hành động rồi mục đích trước mắt của anh vẫn là phải khui bằng được những tin tức cơ mật ở thượng đức thứ nữa phải điều tra ra kẻ nào đã đốt nhà anh ám hại vợ con anh và sau chót kẻ nào đã tung tin thất thiệt làm hại thanh danh anh nếu không phải do bàn tay của ông ấp trường không phải từ miệng ông ấp trường thì từ đâu bá không thể không biết nhưng để bá có thể nói ra phải chọn một cách thích hợp. Nếu không, khi về chầu trời, bí mật vẫn nằm trong lòng bá và mãi mãi anh vẫn mang tiếng là người ác, một kẻ phản chắc. Ý nghĩ trở về Hà Tân nảy ra hôm Thủy đưa Cẩm Linh từ vụng xoáy sông Vu Gia lên bờ. Đầu tiên, không phải nơi anh mà ở Cẩm Linh. Anh nghĩ rằng vào ấp Hà Tân cũng là một cách tự tử. Anh đã nhảy được xuống sông kết liễu đời mình, còn ngại gì việc nhận lấy một viên đạn của kẻ địch. Khả dĩ, anh không dám hành động vì sợ liên lụy đến tổ chức đến trận đánh đến danh dự người bí thư đảng ủy dẫu sao chuyện kỷ luật anh lúc đó chưa thành văn bản mà vẫn chỉ là những lời đồn đại của ai đó đâu đó còn bây giờ thực tế anh đã nhận được chỉ thị tạm ngừng công việc của một bí thư tôn trọng tổ chức đảng anh chấp hành nhưng rồi anh lại nghĩ tạm thôi chức trách của một bí thư thì làm chức đảng viên thường vậy nhưng ngay cả khi anh lao vào làm việc vẫn có những cặp mắt ái ngại anh đọc được sự áy náy không yên ở họ hiệu quả công việc không tốt đã đành và cũng không hay ho gì khi để người khác vướng bận về mình thôi chót anh nghĩ và bỗng dưng anh thấy mình là người lẻ loi lẻ loi nhưng tự do tự do hoàn toàn anh có thể hành động theo ý muốn đã thế tại sao không về hà tân trước khi đi anh đã hình dung ra bao nhiêu khó khăn nguy hiểm bao nhiêu tình huống anh phải đối phó nhưng đi rồi mặc vào người bộ quần áo hợp pháp rồi anh mới thấy việc đi vô ấp hà tân là dễ dàng hơn bất cứ lúc nào bọn lính gác ư đang lo giành giật cướp bóc đang lo lủi chạy hoặc hùng hục đào hầm bảo mạng bọn tự vệ thì nhấp nhỏm không còn nhìn nhân ra ai với ai dân tình ư chỗ thưa vắng như bãi tha mà chỗ súng xít túm tụm bàn tán chỗ hốt hoảng chạy loạn lọt vào ấp anh hoàn toàn yên lòng hình như không một ai để ý đến anh trời ơi giá như vợ con anh còn anh sẽ đưa vợ con ra tốt biết chừng nào có một vài cơ sở của ta trong ấp nhưng anh không biết họ ở chỗ nào anh đã bao giờ trực tiếp liên hệ với họ đâu và đột nhiên anh nghĩ đến ấp trưởng nguyễn bá người một thời từng là bạn học của anh đồng chí của anh vào nhà ấp trưởng còn gì nguy hiểm cho bằng để bọn lính gác không ngáng lại phải nghĩ ra một mẹo gì đó nhưng trời à anh đã lo vô ích ngay cả việc vào nhà ấp trưởng cũng quá dễ dàng không ai hỏi ai đụng. Khi đã ngồi đối diện với bá, Thủy vẫn chưa hết ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ hình dung một ông ấp trưởng lại gì giả kể những chuyện đâu đâu trong lúc nước sôi lửa bỏng. Ông ấp trường à, chuyện nớ để sau hắng hay. Chử tôi nhờ ông đưa tôi tới gặp quận trưởng Hùng được không? Tôi muốn cung cấp cho quận trưởng một vài tin tức quan trọng từ phía cộng quân. Đừng dẫn ông bí thư, tài thánh gì bây giờ cũng không gặp được ông Hùng. Sao nghe nói ấp trưởng và bà con vẫn chở thịt gạo lên chỗ ông Hùng? lâu rồi ông bí thư à chớ bây giờ lấy đâu mà tiếp tế mà có cũng chịu đạn bom kinh hoàng ấp trưởng đừng gọi tôi là ông bí thư tôi bị cách chức đang xin chiêu hồi về với quốc gia mắc chi ông cứ gọi vậy đừng đừng dẫn ông bí thư tôi biết chớ tôi biết ông vô đây làm gì rồi thật tình tôi theo quốc gia vì hoàn cảnh quá kẹt tôi sợ chết lo bảo mạng tôi không kiên gan được như anh em chớ tôi không ác không ác mà leo lên đến trước ấp trường hà tân thủy đã định nói thế nhưng rồi nén lại được nhưng bá cũng đã đọc được ý nghĩ đó trong đôi mắt của thủy không tin ông cứ hỏi người già người trẻ ở đây không cần phải hỏi cũng không còn thời gian để đôi co với ông ông đã biết ý định của tôi thì tôi cũng nói thật tôi vào đây gặp ông có mấy việc ông khai thật đúng thật thành khẩn cách mạng sẽ khoan hồng bằng không tôi sẽ thay mặt cách mạng thủy rút súng ngắn dắt bên trong vạt áo đặt mạnh lên bàn. Chiếc ghế bá đang ngồi chợt rung lọc cọc. Mặt y biến sắc. Hai tay y xua xua về phía khẩu súng. Ông cứ hỏi, tôi biết ông thế nào cũng đến đây. Từ khi đi với quốc gia tôi vẫn nghĩ thế nào cũng có cái ngày hôm nay mà. Ông làm ơn cất dùm khẩu súng. Chúng ta còn nói chuyện dài dài. Ông sẽ thấy rằng trước đây nếu cách mạng có trừng phạt tôi cũng là đích đáng. Còn bây giờ nếu tôi phải ăn đạn của ông thì thật oan uổng. Thủy làm theo lời hắn, cất súng vào chỗ cũ, mặt anh đỡ căng thẳng hơn anh đã không đến nỗi quá thất vọng về tư cách của thằng bạn mình trước đây anh nghĩ chắc mình rút súng hắn sẽ lại té đái ra quần hắn có hơi sợ nhưng như thế là không đến nỗi nào và chăng đúng là hắn đang giữ cái gì đó như một chìa khóa của bí mật trước hết ông biết gì về bọn địch ở thượng đức khi bị tấn công nói vẫn tắt thôi những âm mưu thủ đoạn dạ bọn địch sẽ ná pháo vào đây có người báo ra như vậy nhiều nhà đã đi sơ tán. Vợ con tôi cũng đã đi. Tôi không thể đi nên có đảo cái hầm. Khi có pháo, ông tụt ngay xuống đây với tôi. Hắn chỉ vào gậm giường. Gì nữa? Khẩn trương. Giờ định mệnh của chúng nó sắp điểm rồi đó. Dạ, thưa ông bí thư tôi chi biết có vậy. Nói tiếp đi. Thủy dục khi thấy bá lưỡng lự. Chuyện liên quan đến tôi và ông. Hẳn ông nghĩ tôi đã đốt nhà ông, sát hại vợ con ông. À, sao bá đã nói đúng cái điều lâu nay thủy cất giấu trong lòng cái điều nóng như lửa nhưng anh vẫn kìm giữ chưa muốn đụng tới bá đã chủ động nói trước anh đã không ngờ tới chính vì thế mà anh lúng túng anh vẫn nghĩ không cách gì bá không là thủ phạm trong chuyện giết hại vợ con anh nếu y không đồng mưu không là thủ phạm thì y cũng biết rất rõ gặp và hỏi tội bá là một trong những mục đích của chuyến đi này tôi xin nói mong ông hiểu cho âm mưu là của quận trưởng và bọn tâm lý chiến tôi chỉ có nhiệm vụ tuyên truyền cho dân trong ấp biết những điều đã được ghi sẵn làm sao để dân tin cộng sản là những kẻ đê tiện giết đến cả vợ con vì một chút tình riêng vậy nên cộng sản trả tha mạng cho những ai không cùng phía với họ ông đi tuyên truyền và ông tin như vậy sao không có tôi đã từng cùng chiến tuyến với các ông mà tôi biết chớ vậy sao ông còn đi tuyên truyền mắt thủy long lên nước mắt ứa ra Hình ảnh vợ con anh vừa chợt hiện. Giả thưa ông bí thư, ông cứ bình tĩnh. Tôi vốn nhát gan, sợ chết, bởi thế mới phải ra đầu thú. Đã ra đầu thú, nó bảo gì làm nấy. Nó nói sai làm bậy cũng phải làm ngơ, không thế nó đâu có tha. Vậy mà ông bảo ông không ác, nó bảo ông đốt nhà, giết người, chắc ông không dám chối và ông coi đó là chuyện bình thường chớ, đúng không? Tội quá, ông đừng suy ra thế ấp trưởng cũng có nhiều loại không phải ai cũng làm những việc thất đức tôi biết ra đầu thú là có tội với cách mạng lo sao sống được bên này lại chết ở bên kia tôi biết chớ lâu mau chi cách mạng cũng thành công mỹ đằng mô cũng cút ngụy đằng mô cũng nhào tôi có đọc thơ cụ hồ mà tôi đã nghĩ tới cái ngày hôm nay thượng đức sụp đổ cách mạng về tôi sẽ phải đối mặt với cách mạng tôi sẽ phải gặp lại các anh thôi thì mình có tội đồng chí bạn bè hoạt động khổ cực, tính mạng treo leo, mình được yên ấm, giờ có phải đền tội cũng đành chưa biết làm sao. Ông bá, giọng thủy bỗng chốc nặng trịch và không còn giấu nổi sự phấn khích. Cách mạng bao giờ cũng sòng phẳng. Bỗng mặt thủy hơi đỏ lên và lúng túng vì câu nói của mình tất nhiên, lầm lối thì ai cũng có thể vướng phải. Nhưng tội ra đầu thú là tội ra đầu thú, chứ không thể lẫn lộn với việc bấy lâu ông sống yên ấm, bấy lâu chúng tôi khổ cực nên bây giờ chúng tôi ghen tức mà trừng phạt ông trừng phạt ông nặng nhẹ sẽ là ở chỗ khác từ ngày ông đi đầu thú ông đã làm những gì tổn hại đến cách mạng tổn hại đến những đồng chí đã từng chung lưng đấu cật với mình và nữa đối với dân đối với thân nhân những người cách mạng còn kẹt lại ở vùng địch ông đã gây ra bao tội ác trong đôi mắt của thủy có lửa đang bừng cháy anh ôm lấy mặt cúi xuống bàn khóc nức nở rồi bỗng anh ngẩng lên tay đập mạnh xuống bàn bá. Thôi đừng loanh quanh lấn cấn tội ác nữa. Tao từng là bạn của mày. Mày từng là đồng chí của tao. Nhưng bây giờ là kẻ thù không đội trời chung của nhau rồi. Hãy nói đi. Thằng Hùng đã lệnh cho mày giết vợ con tao như thế nào. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Ủa? Ủa? Ông Bí Thư. Xin ông bình tĩnh. Tôi chưa kể tới đoạn đó mà. Làm sao tôi giết vợ con ông mà còn dám ngồi đối mặt với ông đây? Nhà của ông thì không còn, quả là bàn tay của tôi đã đốt. Nhưng vợ con ông thì tôi đã dắt ra khỏi nhà trước khi lửa bốc cháy. Dắt đi đâu? Mày giết vợ con tao ở chỗ nào hả? Tay Thủy lại đập xuống bàn. Cốc chén này lên rơi loảng xoảng. Hắn ngoài người về phía Thủy giọng xe nhỏ. Ông chỉ độc mồm độc miệng. Vợ con ông còn sống rành rành. Tôi đã đưa đi hòa vang, sát kề thành phố Đà Nẵng. Ở đấy có người quen của tôi. Vẫn sống yên ổn. Có thật vậy không hả, Ủa trời, tôi đang mơ chăng? Thủy không biết bằng cách nào đã ở bên này bàn, ôm lấy bá. Nhưng chợt nhận ra điều gì, anh lùi lại nhìn bá với cặp mắt đề phòng. Ông vừa nói gì? Cứu vợ con tôi phải không? Tại sao? Tại sao ông làm việc đó chớ? Phải. Ông không tin là đúng. Đã là ấp trưởng đối với các ông chỉ có thể làm điều ác. Giết người. Như ngoé, không có chút lương tâm. Thằng đi chiêu hồi càng ác hơn, càng nguy hiểm hơn tại sao cứu vợ con ông ư đó là chút tình xưa nghĩa cũ tôi dành cho ông cũng là dành cho lương tâm mình bây trừ gặp ông tôi đã hối hận ít bữa nữa yên hàn tôi sẽ dẫn ông đi gặp vợ con tiếc là với cách mạng tôi chưa làm được chi anh làm việc đó thằng hùng thằng lầu có biết không bất giác thủy hỏi biết răng được không ai biết ngoài tôi và anh biết tôi đâu có thể ngồi đây với anh nguyễn bá anh Nguyễn Bá, xin anh bỏ qua. Nghĩa cử của anh đâu chỉ phải riêng với tôi. Tiếng súng con bỗng nổ loạn phía trong Thượng Đức, cắt đứt câu chuyện giữa hai người. Linh tính cho Thủy hay, bộ đội đang tấn công. Anh chưa biết nên xử trí thế nào với ấp trưởng Hà Tân thì mấy quả pháo ùn ụt lao tới. Tiếng nổ lộng lên ở trung tâm ấp Hà Tân. Đất rung chuyển, tung hết cả bộ bàn ghế anh và ấp trưởng đang ngồi. Bá ngã ngửa trên sàn gạch, ngói trên mái nhà chút rào rào anh cúi xuống kéo bá dậy anh xuống hầm đi bá lóp ngóp bò dậy chỉ chỉ tay ra ý bảo thủy cùng xuống y hoảng quá không nói được thành lời thủy nhìn y niềm vui đang rào rạt kéo đến trong anh mấy quả pháo không phá tan được hình ảnh đoàn tự với vợ con đang hiện ra lung linh bỗng phía ngoài ngõ trong quần khói bụi vừa ngùn ngụt bốc lên lan ra che kín một vùng loáng thoáng có bóng người đi vào nhà ai thủy giật thót tay nắm chặt khẩu súng ngắn. Nòng súng đã chĩa vào một tên lính sách A-15 mặc áo quần dần di. Ngón tay ghi chặt cò súng của anh nới ra. Ngay sau tên lính là Cầm Linh. Kỳ quá, sao Cầm Linh lại vào đây? Gương mặt của những người mới đến ngày một hiện rõ hơn. Thủy nhận ra người lính chính là Thông, đứa cháu ruột của mình. Chú, cháu đây mà. Tiếng Thông nghẹn ngào, cháu đoán chắc là chú ở đây. Ngỡ ngàng, chưa biết phải làm gì. Thủy đã bị Cầm Linh túm lấy tay đi thôi anh thủy tìm biết mới thấy anh địch đang bắn pháo vào đây đứng phía sau linh là một ông già râu tóc trắng xóa hoàng thủy nhận ra đó là ba của cẩm linh trời ơi sao có cuộc hội ngộ kỳ lạ như thế này lại một quả pháo nữa nổ ngay má ngoài hàng rào mấy bụi chuối bị miệng xiến đổ ngổn ngang sao nó lại bắn pháo vào dân mới được chớ thủy hỏi và đưa mắt nhìn cháu mình trong thượng đức quân ông hùng ông lầu đang bị dồn tới cùng đường các ông lệnh ná pháo vào hà tân để dân nhốn nháo bỏ chạy nhân đó quân lính trà trộn vào dân trốn ra đường sông làm sao báo kịp cho các anh ngoài đó hỉ thì... ông già tiếp lời không cần bác à tất cả đều đã có trong phương án các đơn vị đã chờ sẵn ngoài đó thủy quay qua nói với bá đang ngấp nghé ở miệng hầm ông ấp trưởng ông đã biết tình hình rồi đấy bây giờ ông làm nhiệm vụ của ông đi thôi báo cho dân chúng xuống hầm tránh đạn không lộn xộn không đi theo bọn địch. Diệt xong Thượng Đức, Ủy ban quân quản sẽ đưa dân về nơi an toàn. Không biết bá có nghe được những lời ấy không? Tiếng pháo vừa rồi đang làm y tan hồn nát vía. Y đang xẹp người lại như con rán. Của đáng tội, 10 năm nay, y lại mới phải nếm chịu trận oanh tạc của pháo. Ủa, thế này là thế nào? Cẩm Linh nói. Cả tốp nhìn Thủy rồi lại nhìn ấp trưởng khó hiểu. Anh ấy là người có ích cho chúng ta. Khi nào tôi sẽ nói kỹ. Thôi bác và cầm linh ra ngoài trước đi. Anh ngước nhìn mấy người quanh đó. Người của ta cả đó anh. Cầm linh giải thích. Cô quay sang nhìn ba giọng nũng nịu. Ba giúp con đưa mấy ảnh ra ngoài hí. Con ở lại với anh Thủy. Được thôi. Ông già nói quả quyết. Đưa tay vuốt tóc cầm linh. Cẩn thận nghe con. Ông nói thêm rồi xăm xăm bước ra ngoài. Với. Với. Cho tôi theo với. Tôi sẽ. Ở một góc hầm. Bá lão đáo bò ra, tay chới với, mặt y xanh lét, giọng run rẩy. Có lẽ chỉ nhìn thấy máu đã đủ để bá hoa mắt. Kỳ quặc quá, tại sao thằng Hùng lại sử dụng y làm ấp trưởng ấp Hà Tân? Dù sao y vẫn là người có ích, cần sử dụng cho công việc. Nên sao anh? Cẩm Linh cũng đang nhìn bá với vẻ mặt ngơ ngác. Lẽ nào con người này lại từng một thời là đồng chí của Thủy? Mà lạ, họ vừa nói gì với nhau? Tốt nhất là đưa về sở chỉ huy có thể mấy anh đang cần cẩm linh nói thêm không anh ấy sẽ ở lại với anh cả cháu thông nữa cẩm linh đưa ba và mọi người về chỗ chú sáu nam hỉ nói lại tình hình cho chú sáu rõ ở đây còn nhiều việc phải làm lắm đừng chần chừ gì nữa pháo lại bắn đó khẩn trương mà này thủy với tay bảo cẩm linh dừng lại anh thấy cần nói thêm một đôi điều về công việc trước khi cẩm linh đi riêng về chuyện vợ con anh đắn đo chưa muốn nói anh không hiểu khi biết sự thật, Cẩm Linh sẽ buồn hay vui. 21 giờ ngày 6 tháng 8, Thượng Đức đang vô cùng căng thẳng thì Hùng nhận được điện của Ngô Quang Trường. Tư lệnh vùng một chiến thuật cho biết lực lượng cứu viện có thể đến trễ, cố mà giữ bằng được thế trận hiện tại. Đương nhiên, không cần những lời động viên vuốt tóc vuốt má ấy, Hùng cũng biết rằng không thể để cộng quân chiếm Thượng Đức dễ dàng. Điều đáng nói là phải giữ thế trận bằng cách nào, Y đang vào đầu bóp chán tìm phương án thì tiếng súng tấn công của Cộng quân khu Bảo An đột ngột yên ắng. Hướng Tây, phía tiểu đoàn biệt động quân biên phòng, lầu điện cho Hùng, địch đã bị chặn lại ở tuyến Lô Cốt thứ hai. Ở khu vực Y đảm nhiệm, biệt động quân và quân đội Bắc Việt đều tổn thất nặng. Như vậy, việc tạm dừng tấn công của Việt Cộng có thể hiểu là chúng cùng mệt mỏi lắm rồi, thiếu người, thiếu súng đạn lắm rồi, muốn cũng không thể làm gì được hơn. Ơn trời! nếu chúng biết quân của Hùng cũng đang ở tình trạng sống giờ chết giờ mà cố lên chút nữa, không biết tình thế sẽ ra sao. Địch dừng lại để củng cố, mình có thời gian tranh thủ bố phòng. Y báo cho lầu, cho tín về trung tâm. Trong khi chờ đợi, Y gọi điện thoại về sở chỉ huy quân đoàn 1, xin gặp Ngô Quang Trường với ý định khoe khoang với tư lệnh chút ít, nhưng từ đằng kia đầu dây, gã sĩ quan tham mưu chó chết nào đó cứ gầm lên. Có gì anh nói qua chúng tôi? Tư lệnh đâu phải lúc nào muốn gặp là được biết thế, nhưng việc khẩn thiết, muốn tư lệnh nắm thêm tình hình. Anh coi thường chúng tôi quá đó. Mẹ kiếp, lúc này mà còn lý sự với nhau nữa chớ, Hùng nghĩ nhưng vẫn cố kìm nén. Vậy anh giải quyết đi, cho cứu viện ngay nếu không Thượng Đức chẳng còn giữ được mê chốc. Thế sao mới hôm qua anh bảo Cộng quân sẽ không làm gì được? Không làm gì được với điều kiện quân đoàn chi viện tối đa. Ủa, các anh không biết sao, Chúng tôi đã cầm cự được đến gần chục ngày nay rồi còn gì. Các ông giữ xe tăng để làm gì mà không cho xuất kích chớ. Máy bay nữa. Biến ở đâu cả. Lúc không cần thì bay dầm trời. Còn khi cần lại chuồn đâu sạch. Gã tham mưu bên kia hình như cũng không chịu nổi cái giọng xúc phạm của Hùng. Cáu kình. Anh cứ nằm trong cái chi khu quận lị đã bị cộng quân quây kín ấy thì còn biết gì. Bao nhiêu là xe tăng thiết giáp từ Đà Nẵng, từ ái nghĩa ầm ầm lên đó giải tòa. Anh biết không? Bao nhiêu chiếc không về nữa? Anh biết không? Bao nhiêu binh sĩ đi cứu các anh đã bỏ mạng. Anh biết không? Máy bay à? Không có máy bay oanh tạc từ bữa cộng quân tấn công đến giờ. Cái thượng đức của các anh đã thành toilet của Việt Cộng anh nghe chừa. Sáng nay, anh không thấy một chiếc A37 bị cao xạ Việt Cộng bắn rơi ngay trong hàng rào hướng Tây Bắc đó sao? Có, sao lại không biết? Một chiếc máy bay chở bom. Sự hy sinh ấy là rất cần thiết phải phong anh dũng bội tinh cho phi công lái chiếc máy bay đó nghe đâu cả một đại đội việt cộng đã chết khi chiếc máy bay rơi xuống đấy các anh cứ huy động thật nhiều những chiếc máy bay như thế lao thẳng vào các vị trí của địch quân xem thử trung tá quận trưởng ơi xe tăng máy bay không phải đưa ra đó để cộng quân tiêu diệt quân lực việt nam cộng hòa cũng không thể vì kế chi khu quận ly của trung tá mà đổ của đổ người một cách vô tội vạ còn phải nhìn đến các nơi khác và còn phải tính đến đại cục chớ Hùng gác máy vì thấy lầu và tín bước vào phòng chỉ huy. Mặt Hùng còn tím tái vì quá giận cái lão cán bộ tham mưu khỉ gió ở đằng kia đầu dây. Hùng phải dịu giọng và chuyển cách nói sang gam khác để lầu và tín không biết có cuộc đối thoại quá căng thẳng giữa Hùng với quân đoàn. Họ mà cũng được nghe những cú điện thoại như thế chắc bỏ cuộc từ lâu rồi. Thế nào? Quân đoàn định biếu tặng mắt ngọc cho Cộng sản Trăng. Lầu hỏi khi Hùng vừa buông máy. Quân đoàn cũng đang gặp khó. Cộng quân răng khắp nơi tấn công khắp nơi quân lực việt nam cộng hòa không thể tập trung hết vào thượng đức tướng ngô quang trường nói sẽ chi viện tối đa nhưng có thể chậm thôi đó là việc của trên quyết định có giữ được thượng đức hay không vẫn thuộc về chúng ta thôi nói vậy chó cũng nói được trung tá quận trưởng gọi thẳng cho ông ngô quang trường ấy không giữ lấy cái cánh cửa thép này đường sẽ mở thông thống cho việt cộng vào đà nẵng lúc đó đừng có trách ai cũng biết như thế rồi khỏi nói Cộng quân cũng hiểu vậy nên có chịu rút đầu. Thiếu tá Nguyễn Trung Tín, quận phó được hùng phái tăng cường xuống chỉ huy ở khu bảo an vẻ mặt bơ phờ, giọng chán nản. Tín không nói ra nhưng y có cảm giác ông trưởng chớ bố ông trưởng cũng chẳng làm gì được. Phía tiểu đoàn biệt động quân của lầu ra sao? Tín không biết nhưng bên tiểu đoàn bảo an, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó đều tịch cả rồi. Việt Cộng đã đánh đến gần khu trung tâm, không hiểu sao lại dừng. Họ dẫn lên chút nữa là đi đất. Có lẽ vụ chiếc máy bay A-37 chở bom sáng nay rơi có gây thương vong nặng cho họ, buộc họ phải dừng lại giải quyết hiệu quả chăng? Ông quận phó nói vậy nghĩa là sao ta? Giọng lầu oang oang, không còn cách chi ngăn cản được Cộng sản phải không? Mẹ kiếp, vậy mắc chi ta còn cứ nhịn đói, nhìn khát ở đây chớ. Mắc chi cứ đánh, cứ hy sinh tùm lum chờ. Lầu quắc mắt nhìn Hùng như buộc quận trưởng phải trả lời câu hỏi của y. Hùng vẫn tỏ ra điềm tĩnh, gắng giữ nét mặt thanh thản tự nhiên bằng các biểu hiện đó bằng sự gắng gỏi chống chọi vết thương cũng là cách hùng động viên binh sĩ chiến đấu giữ trận địa sau nhiều lần tấn công vào thượng đức không thành có đến gần một tuần lễ việt cộng nằm im ngô quang trường điện cho xe hộ tống đưa hùng về đà nẵng chữa trị hùng đã không một chút lưỡng lự về việc có đi hay không hùng nói dứt khoát với tư lệnh vùng một chiến thuật tôi chỉ ra khỏi thượng đức khi cuộc tấn công của việt cộng bị đập nát tôi sẽ chết ở đây cùng với anh em binh sĩ khi không giữ được thượng đức hùng thấy quyết định của mình là đúng còn ra sao khi một trung tá quận trưởng rút về thành phố trong lúc đồn trú của ông ta đang bị bao vây và có gì tinh thần sĩ khí của binh sĩ khi trong những ngày bão táp người chỉ huy lại không có mặt nghe tin hùng bị thương nhưng không rời trận địa binh sĩ trong quận đã đánh trả rất bạo liệt các đợt tấn công của cộng quân việt cộng tất phải trả giá đắt cho những bước chân liều lĩnh và thượng đức hùng cùng các sĩ quan binh lính đã tỏ rõ là những người trung thành với quốc gia hùng và các binh sĩ cũng đã hoàn thành trách nhiệm đến cùng đối với lời thề của mình nhân dân trong ấp là một nhân dân đầy thương yêu và quý trọng đối với người lính thượng đức không có họ cuộc chiến ở thượng đức kết thúc lâu rồi mắt ngọc đã lọt vào tay cộng quân lâu rồi giữa bom đạn nam nữ thanh niên ông già bà lão ùa vào trong quận mang nước uống thức ăn thuốc chữa bệnh cho anh em binh sĩ thấy hùng và binh sĩ bị thương Họ đã khóc, nhiều mẹ, nhiều chị tình nguyện ở lại săn sóc thương binh. Nếu mất thượng đức, trách nhiệm không thể thuộc về binh sĩ hoặc nhân dân thượng đức, vậy thuộc về ai? Trước hết thuộc về sự bảo mạng bất tài của chỉ huy quân đoàn mà tướng Ngô Quang Trường là người phải lãnh đủ. Một quân đoàn binh hùng tướng mạnh như thế mà để thượng đức bị cộng quân quay không lối thoát. Hùng và binh sĩ đã cầm cự gần 10 ngày chứ ít đâu. Chẳng những thế đã tiêu diệt, tiêu hao lực lượng binh khí kỹ thuật của cộng quân rất nặng nề. Hùng còn nhớ hôm cộng quân chuẩn bị tấn công, tướng Ngô Quang trưởng gọi Hùng, nói ngon chớn, anh cố giữ cho tôi, năm ngày là cùng. Tôi sẽ nhổ sạch cộng quân ra khỏi khu vực Thượng Đức. Nhớ hỉ, năm ngày, hôm nay đã là ngày thứ 9, chao ôi. Cái lão Ngô Quang trưởng lắm lời không biết đang bà hoa trích chòe ở đâu. Những ngày đầu lão còn ngó tới ngó lui thế trận. Y liên lạc thường xuyên, y có cho phi pháo, máy bay giải tỏa, yểm trợ, đó là một sự động viên kịp thời có tác động rất lớn. Đôi khi người lính sẵn sàng xả thân hy sinh vì nghĩa cử ấy. Hùng cũng đã đề nghị Ngô Quang trưởng tuyên dương công trạng cho tiểu đoàn biệt động quân biên phòng 79, tiểu đoàn bảo an, thăng quân hàm trung tá cho lầu, cho tín. Nhưng chẳng hiểu vì sao tư lệnh vùng một chiến thuật lại không giải quyết được. May mà Hùng chưa nói ra, chưa hứa hẹn gì với lầu và tín. Chớ không tư tưởng của họ không biết sẽ ra sao. Trong khi Hùng đang suy nghĩ mông lung về những điều trên, Lầu và Tín lại xung khắc với nhau về triển vọng của cuộc chiến. Lầu chê Tín đã không động viên được binh sĩ quyết chiến một sống một còn với Cộng quân. Để cho Cộng quân chiếm phân nửa khu bảo an còn nói cái đếch gì. Tín cho rằng Lầu gặp may. Nói cho cùng, hướng của tiểu đoàn biệt động 79, Cộng quân yếu, chớ cứ như bên khu vực bảo an thử coi. Ông nói thối không người được. Hướng tấn công chủ yếu của Việt Cộng chính là hướng phía tiểu đoàn biệt động quân hỏa lực địch tập trung nhiều nhất cũng là phía này chớ ông chỉ được cái ăn tục nói phép lấy gì làm bằng cớ việt cộng mở hướng tấn công chủ yếu ở hướng đó và lấy gì chứng minh hỏa lực địch tập trung về hướng đó nhất thôi thôi hùng đã trở lại với những gì đang diễn ra ở nhà hầm chỉ huy các anh tranh công đổ lỗi cho nhau liệu ích gì tiểu đoàn của anh lầu tiểu đoàn anh tín đều rất anh dũng các sĩ quan các binh sĩ đã làm hết sức mình tôi gọi các anh đến đây là để chúng ta bàn xem tình thế sẽ diễn biến thế nào kết cục sẽ ra sao các anh đến đây để cãi nhau chắc còn bàn với xem cái chó gì nữa tín bực dọc đứng dậy có bàn là bàn xem nên đầu hàng cộng quân hay cứ vì sĩ diện mà chống cự đến cùng rồi chết ngóm cả mớ với nhau anh tín tình hình ở hướng tiểu đoàn bảo an tệ đến thế sao không có cách gì cứu vãn được nữa sao hùng mở tròn xoe mắt chờ tín trả lời thiết nghĩ Trung tá quận trưởng không nên hỏi như thế. Một nửa khu vực bảo an, cộng quân đã chiếm. Họ đang đào hào, bổ sung quân, bổ sung súng đạn. Trong lúc ta không còn một nguồn tiếp tế nào, sớm muộn ta sẽ bị tiêu diệt. Họ chiếm thành lũy của ta là điều không thể khác. Sì, hay ho cho đám lính bảo an dưới sự chỉ huy của quận phó. Tất cả ở đây là một lũ hèn nhát, bất lực. Sẽ phải ra tòa án binh. Lầu quắc mắt nhìn tín. Được ra tòa án binh đã tốt sợ không còn cơ hội, tín biểu môi, lườm lườm nhìn lầu. Kệ mẹ các anh, tôi về tiểu đoàn của tôi đây. Thằng lầu còn đây, cộng sản còn lâu mới bén mảng tới được. Lầu quay về phía cửa nhà hầm, lắp sắp định đi. Anh lầu bình tĩnh lại nào, nóng nảy, tự ái chẳng giải quyết được công chuyện đâu. Tình hình đang bất lợi cho ta, nhưng cộng quân không dễ gì chiếm được thượng đức, mà cho dù thua đi nữa chúng ta cũng chọn con đường thua khiến kẻ thù không thể coi thường nét mặt hùng bình thản tự tin ý của trung tá quận trưởng thế nào nói ngay đi chúng ta đâu còn nhiều thời gian để đàm luận mẹ kiếp sự sống còn của thượng đức đang ngàn cân treo sợi tóc tín nói hùng xích chiếc xe lăn mời lầu và tín ngồi lại gần qua câu chuyện giữa lầu và tín hùng đã đoán biết được tâm trạng của họ không đi lại được chỉ ôm vào lòng một mớ máy móc điện đài y không thấy rõ những gì đang xảy ra ở các khu vực trước lúc gọi lầu gọi tín về đây những tia hy vọng còn đang lóng lánh đầy màu sắc trong y nhưng y buồn thất vọng bởi lầu và tín là những người trực tiếp tham chiến đã thở ra sập mùi bi quan lầu là tay cứng tựa một sống một chết với cộng quân nhưng nghe trùng đã không tin vào sự tồn tại của quận lỵ tín thực tế hơn đã không thể giữ được thượng đức thì nên có phương cách gì đó khả dĩ bảo toàn lực lượng Hùng coi trọng lầu ở khí phách, thả chết không cúi đầu hàng, thả chết không chịu nhục. Hùng nể trọng tín ở sự tính toán chi ly, ở từng bước đi cụ thể lợi hại. Làm việc với tín nhiều, Hùng biết tín nghĩ gì nói vậy. Tín lo là đúng, nhận định tình hình như vậy cũng không sai. Ở cương vị quận trưởng, Hùng phải có những quyết sách thật chuẩn xác. Hùng phải giải được bài toán phức tạp khó khăn. Một cuộc điện đàm với cấp trên, một cuộc tranh luận giữa lầu và tín đã bộc lộ khả năng không thể nào giữ nổi thượng đức vậy thì nên xử trí thế nào trong giải pháp tiếp theo? Nhân danh quận trưởng quận Thượng Đức, tôi muốn nói với hai anh. Thực tình tôi không muốn nói một chút nào. Ý định cũng chỉ mới nảy ra đây thôi. Hùng dừng lại. Y ngạc nhiên với cả cách nói của mình. Xưa dày, Y không bao giờ vào đề một cách lưỡng ước như thế. Rất có thể lần này là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở đây. Nên tôi muốn nói thẳng nói thật. Quận lị Thượng Đức của chúng ta khó giữ nổi nếu cấp trên bỏ rơi chúng ta chúng ta đâu còn đủ người đủ vũ khí để đánh trả địch trong lúc đó địch tăng cường người tăng cường vũ khí bất chấp mọi khó khăn hai đợt tấn công thương vong là thế mà chúng có bỏ đâu vậy là chúng quyết lấy thượng đức bằng được thôi các anh đừng trách nhau làm gì các anh đã làm hết sức mình binh sĩ của chúng ta đã quả cảm đánh địch không một chút do dự trước cái chết nhưng làm sao chúng ta cầm cự nổi với chủ lực của cộng quân từ miền bắc vào ta thua cũng là lẽ đương nhiên vậy thì chỉ còn một cách để ta không bị cộng quân tiêu diệt ấy là sự cứu viện của quân đoàn quân đoàn có huy động lực lượng để giữ thượng đức không anh lầu nói đúng đó mất thượng đức sẽ mất ái nghĩa mất ái nghĩa là mất đà nẵng đụng đến đít các cụ rồi không hành động sao được tôi vẫn đinh ninh như thế ấy vậy mà họ bỏ chúng ta thật khi các anh vào tôi đang nói chuyện với một gã tham mưu quân đoàn họ cố ý nhắc sự hy sinh của quân đoàn như thế là quá nhiều rồi bây giờ ta phải tự lực đối phó thôi tôi không muốn nói ngay điều này vì sợ các anh buồn tín tỏ ra không lạ lùng chép miệng giống như người mỹ bỏ ông thiệu vậy thôi còn lầu thì đứng ngay dậy vung tay lên như muốn đấm vào mặt ai mẹ kiếp thằng quân đoàn mẹ kiếp thằng quân lực việt nam cộng hòa ra là chúng mày bỏ chúng tao đấy chúng mày đem con bỏ chợ đấy hừ rồi sẽ đến lượt chúng mày thôi quân với trả tướng một lũ cháo chờ Tín bỗng bật cười, nói rất điềm đạm. Cháo trở nhất vẫn là thằng Mỹ. Chao ôi! Nếu không có sự bảo hộ của nó, cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa chết mất sắc từ lâu rồi. Nếu không có thằng Mỹ, ta vào lính làm gì? Vậy mà bao nhiêu hứa hẹn, giờ nó bỏ. Nó đã đánh hơi thấy sự bất ổn. Chao ôi! Cái đồ bỏ của chạy lấy người. Biết thế theo quách Cộng sản từ đầu cho xong. Mặt Hùng bỗng sừng sốt, y đưa mắt nhìn Tín. Ánh mắt vừa khó chịu vừa oán trách. Từ trước đến nay Hùng chưa nghe Tín dở rộng như thế bao giờ. Hùng vẫn tin rằng Tín là người có học, hiểu nhiều, biết rộng, là người thực thời. Khó có một ai lây chuyển được lý tưởng mà Tín theo đuổi. Mới hay, thử thách của lòng người phải được đặt vào hoàn cảnh nhất định. Nếu vì Thượng Đức thất thủ, Tín thành người lá mặt lá trái thì y đã chọn nhầm. Chọn nhầm một cán bộ cấp phó cho mình. Anh Tín, anh hối tiếc là đã vào quân ngũ, là đã phục vụ cho quân lực việt nam cộng hòa sao làm đến thiếu tá quận phó mà anh nói vậy không sợ binh sĩ cười cho sao cộng sản có lý tưởng của cộng sản chúng ta có lý tưởng quốc gia của chúng ta mỗi người khi vào quân ngũ đã thể thốt thế nào anh còn nhớ không biết thế theo quách cộng sản cho xong hùng cười gần, anh nói thật hay nói dẫn vậy tín đúng dậy nhách mép cười y nhìn quận trưởng bằng con mắt thương hại giờ cáo chung đã đến mà quận trường còn mang lý tưởng ra tranh luận thì ngô nghê quá nực cười quá cười ra nước mắt mất thôi một chi khu quần lỵ một cái đồn trú quan trọng một cụm cứ điểm hùng mạnh như thượng đức mà ông thiệu bỏ ông trưởng bỏ còn ra thể thống gì nữa họ đang đùa dỡn với chính tính mạng của quận trưởng mà quận trưởng không biết cộng sản sẽ thắng chế độ ông thiệu cộng quân sẽ thắng quân lực việt nam cộng hòa của ông cao văn viên bắt đầu bằng chính trận đánh này trận đánh không còn lính mỹ đấy lý tưởng mẹ gì chỉ dựa vào thằng mỹ mà sống hưởng vinh hoa phú quý thằng mỹ bỏ đi là xong tín đã định không tranh luận với hùng nghĩ rằng những điều mình nghĩ chỉ làm hùng đau thêm nhưng hùng nhắc anh tín trả lời tôi đi chờ tôi nói thật đó thưa trung tá quận trưởng đúng là bên nào cũng có lý tưởng chứ sao chưa vội nói cái lý tưởng của cộng quân làm gì lợi thế của họ là đánh đuổi quân xâm lược quân mỹ rút rồi chứ sao nhưng vũ khí mỹ còn đầy tiền của Mỹ vẫn đổ vào đây cho cuộc chiến. Mỹ vẫn là người chỉ đường dẫn lối cho ông Thiệu, ông Cao Văn Viên. Mỹ chỉ thay màu da cho sắc chết. Ai chả biết thế. Cộng sản đã có sự khởi đầu tốt đẹp đánh cho Mỹ cút rồi. Đến lượt ta nhào thôi. Chúng ta đừng tự huyễn hoặc mình nữa trung tá quận trưởng à. Thằng Mỹ rút, cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa còn đứng được mấy núi đây. Nhưng Cộng sản có chiếm cả miền Nam thì mất nhiều nhất đâu phải chúng ta. Chúng ta vì miếng cơm manh áo cho mình cho vợ con mà vào lính. Không vào lính thì chẳng những bản thân ta mà gia quyến cũng bị liên lụy. Rốt cuộc, ta đi vì thế chứ lý tưởng gì nào? Đám những ông lớn bà lớn trên chính quyền trung ương kia mới là mất nhiều. Họ giữ được chế độ nghĩa là giữ được nhà lầu, máy bay, xe hơi, vợ đẹp, con khôn. Họ giữ được chế độ là giữ được đô la, vàng bạc châu báu. Họ giữ được cái gì quận trưởng biết không? Một đám người làm thuê, một lũ lính đánh thuê như chúng ta. Thế thôi còn tổ quốc, còn nhân dân, còn trách nhiệm danh dự của người lính. Hùng Vân kiên nhẫn lắng nghe tín nói mặc dù mặt đỏ au như người say rượu. người ta khoác lên cái sự thật trên bằng những từ hoa mỹ đấy. quận trường à, bên nào cũng có tổ quốc, có nhân dân, người lính bên nào cũng có vinh dự trách nhiệm. quân nhân nào cũng chiến đấu hy sinh vì tổ quốc và nhân dân hết. mà thật kỳ cục chỉ là vậy thôi mà cả hai phía lôi kéo biết bao nhiêu nam thanh, nữ tú ra ngoài mặt trận ta cũng là một thủ nhân dân chớ, cấp trên của ta cũng nói vì nhân dân đấy. Vậy mà họ mặc sắc chúng ta cho cộng quân. Hay họ thay hành động của những người luôn giáo huấn chúng ta về tình yêu tổ quốc, tình yêu nhân dân, trách nhiệm và vinh dự. Hùng bưng lấy dầu, hai thái dương giật thon thót. Y có cảm giác viên đạn đâu đó vừa bắn vào tim, bốt nhói. Anh Lầu, anh nói một điều gì đi chớ. Hùng nhìn Lầu, ánh mắt khẩn khoản tôi đếch thích dây vào cái trò tranh cãi lý tưởng của các anh là thằng thanh niên đất nước có chiến tranh tôi buộc phải cầm súng không bên này thì bên kia thế thôi và đã là thằng lính chọn lấy một bên hoặc quốc gia hoặc cộng sản trung thành sống chết đến cùng với cái mình đã chọn bắt cá hai tay là thằng hèn vậy sao anh không chọn phía bên kia tín hỏi môi tím dịm bên kia ấy à khổ bỏ mẹ nhẫn nhục chịu đựng những thứ việt cộng thì vái chào thôi có chăng là chọn đám chủ lực ngoài bắc nhưng cũng khổ tôi đồ rằng vì khổ quá họ phải sinh ra chiến tranh chiến tranh để giải quyết nghèo khó để hy vọng mảnh đất con người ở phía nam này đem lại cái gì đó ít ra cũng đỡ khổ hơn nói như anh đơn giản quá không có chiến tranh hàng triệu thanh niên tập trung cho đồng ruộng cho công xưởng nhà máy cho các vùng rừng vùng biển họ sẽ tự giàu có Họ giàu có thì đất nước giàu có. Chiến tranh, nhân dân phải nuôi không họ, lại còn vũ khí trang thiết bị, biết mấy là tiền. Không phải thế đâu. Chiến tranh là do không chịu nhau về ý thức hệ. Cái mà họ vẫn gọi là chế độ xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa. Họ tôn thờ lý tưởng của họ và họ căm thù chế độ của ta. Chế độ họ cho là ôm chân đế quốc, là bán nước, là bất công, là mị dân. Do đó cần phải tiêu diệt. Lầu, tôi thì vẫn nghĩ đơn giản thế thôi chế độ hử cần gì tiêu diệt nhau chớ cộng sản bảo chế độ cộng sản tốt chớ gì không bóc lột không có bất công dân tự do giàu có anh chứng minh đi tập trung sức người sức của mà xây dựng cái miền bắc kia hơn hàn quốc gia ông thiệu đi không khéo dân ở đây lại kéo theo ra đó ầm ầm có gì mà phải đổ người đổ vũ khí vào đây tiêu diệt người ta tín bắt đầu thì không phải thế quân mỹ đến xâm lược đất nước người ta lãnh đạo miền bắc nhân dân miền Bắc nổi khùng lên, quyết chống lại Mỹ, chống lại những ai ủng hộ Mỹ. Do ý thức dân tộc cả thôi. Đấy là cái cớ để họ vùng dậy, để Hà Nội đưa quân vào miền Nam. Dân miền Bắc đồng tình với lãnh đạo của họ cũng là lẽ đó. Mẹ kiếp, ông nói vậy mà nghe được sao? Chúng ta dựa vào Mỹ thì Bắc Việt dựa vào Liên Xô, vào Trung Quốc chứa khác gì nhau. Có khác đấy, tín có vẻ không muốn tranh luận nữa. Giọng buồn chán, kẻ nhóm lửa và người dập lửa khởi xướng cuộc chiến đâu phải họ. Thậm phí, tôi và anh có nhìn thấy ông Liên Xô, Trung Quốc mẹ nào đâu. Nhưng Mỹ à, 50 vạn quân đã vào đây, đã tham chiến quyết liệt. Ta đã phó thác vận mệnh đầy tin cậy, đã dựa vào đó như cái bùa hộ mệnh. Nhưng họ đã lẹ chân cuốn gói bỏ chạy, mặc xác chúng ta. Hùng không còn ôm lấy đầu. Y tự đẩy xe lăn đi lại trong cần hầm hẹp, mắt suy tư, y nhích lai gần tín. Thế theo anh, cái sai thuộc về chế độ ta chứ không phải là chế độ bắc việt cái sai của ông diệm ông thiệu là ở chỗ tường có thể dựa vào mỹ để xây dựng một tổ quốc giàu có hùng mạnh họ tưởng có mỹ bên cạnh thì cộng sản chẳng làm gì được họ biết đâu mỹ là nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến mỹ cũng là nguyên nhân sâu xa để chế độ việt nam cộng hòa sụp đổ nhưng anh biết đấy mỹ đã ký kết hiệp định rút quân muộn quá rồi tín lắc đầu mặt ngán ngầm mươi năm nay họ đổ vào đây biết mấy tiền của. Hàng vạn lính Mỹ cũng đã tham chiến với lính Bắc Việt. Họ huy động cả lính chư hầu nữa. Thế mà đành chịu thất bại. Đành ngậm đắng nuốt cay, ê chề rút khỏi miền Nam. Họ rút vì chính họ không trụ nổi nữa chứ không phải có lý do gì khác. Mỹ còn vậy, làm sao chế độ Việt Nam Cộng Hòa của ông Thiệu? Ủa trời! Hùng kêu lên, giọng lạc đi. Vậy ra anh không chỉ nghĩ là thượng đức thất thù mà cả cái chế độ việt nam cộng hòa cũng sẽ thất thủ tín đứng dậy điềm nhiên trả lời chỉ còn là thời gian thôi tôi về chắc sắp đến giờ nó tấn công rồi đậy tín lùi lũi ra khỏi căn hầm lầu nhìn theo căm uất hắn sẽ đầu hàng cộng sản mất thôi trung tá quận trưởng xử lý đi chớ hùng nhìn lầu khó hiểu ý anh là đúng lầu khoát tay cử chỉ ấy cũng có nghĩa là thủ tiêu ngay mặt hùng bỗng sệ xuống, buồn thiệu. Đừng, chúng ta đã hao tổn quá nhiều sĩ quan binh sĩ. Với kẻ thù thì không khoan nhượng, càng giết được nhiều càng tốt. Nhưng với anh em mình phải đổ lượng nhân ái. Ông ấy là thiếu tá quận phó. Một vài giọt nước mắt khẽ lăn nhẹ trên đôi má tóp vào của Hùng. Lầu chợt nhận ra mới mấy ngày thôi mà tóc quần trưởng bỗng trổ muối tiêu nhiều đến thế, mặt hốc hác đến thế. Y định quát vào mặt Hùng rằng đã là người chỉ huy trận mạc thì không được mềm lòng rằng dù là thiếu tá, quận phó hay tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đi nữa nhưng đã dao động thì còn nguy hiểm hơn kẻ địch. Chính hắn sẽ dẫn cộng quân quay vào cắt cổ quận trưởng, rằng đã yếu thế, không làm được việc đó thì hãy giao cho người khác. Nhưng không hiểu sao hắn kìm lại được, hình như trong lòng hắn cũng đang nhen nhóm một chút chắc ẩn. Trung tá quận trưởng tưởng tôi muốn làm việc đó lắm sao? Không đâu, nhưng có những tình huống người chỉ huy phải cắn răng lại mà làm. Trung tá quận trưởng đã giao cho thiếu tá quận phó chỉ huy tiểu đoàn bảo an, thì trung tá quận trưởng phải có trách nhiệm. Chỉ huy một tiểu đoàn như ông Tín mà thở ra cái giọng ấy là chết mẹ rồi. Đâu phải chỉ là việc của ông ấy nữa. Ông đầu hàng, tất binh sĩ sẽ làm theo. Vậy thì căn cứ Thượng Đức thả dân nạp trước cho Cộng sản. Dân cho Cộng sản. Câu hỏi như con dao quắm cứa vào lòng Hùng. Không bao giờ. Hùng sẽ quyết chiến đến cùng. Đứa nào nhút nhát đầu hàng Hùng sẽ bắn bò thượng đức có thể lọt vào tay cộng sản nhưng người lính thì không là giả thiết như vậy thượng đức làm sao mất y đâu đã chịu bó tay mất thượng đức còn mặt mũi đâu để nhìn nhau không bao giờ đằng nào quân tiếp viện cũng sẽ tới có thể vì lý do nào đó họ đến chậm nhưng nghĩ rằng thượng đức vĩnh viễn sẽ bị cộng quân chiếm đóng là viền vông ảo tưởng cộng sản có tức thời chiếm được thượng đức cũng phải bước qua xác hùng và sẽ phải trả giá đắt trong đầu hùng còn thủ một phương án cuối cùng phương án dành cho số phận những kẻ nào muốn đi theo Cộng sản. Không, Hùng chưa tin rằng tín kém cỏi đến thế, hèn hạ đến thế. Liệu ông ta có theo Cộng sản thật không? Đâu đến nỗi thế? Hùng tự hỏi rồi tự trả lời. Trung tá quận trưởng tin người quá, thật thả quá. Để coi, lầu nói và cất một tiếng cười khẩy. Lạy chúa, Hùng kêu lên, nếu vậy thì cái mất của chúng ta còn lớn hơn cả việc thất thủ thượng đức. Chúa ơi, tôi phải làm gì chớ? Hùng gục đầu trên chỗ viện tay xe lăn, mái tóc rối bời, xóa tung, rung rung. Tiếng khóc tức tưởi bật ra làm héo úa cả căn phòng xếp đầy súng đạn máy móc. Một thoáng u tối đâu đó ập đến phủ lên gương mặt lầu. Lầu đi cạnh chiếc xe lăn, đặt một tay lên vai Hùng. Đừng buồn trung tá quận trưởng. Cộng quân chưa thể chiếm được Thượng Đức. Còn lầu, còn tiểu đoàn biệt động biên phòng 79 thì Thượng Đức vẫn còn. Trung tá quận trưởng điện cho cấp trên hay quyết tâm của chúng ta, bảo họ cho chi viện ngay, không thể chậm trễ thêm được đâu. Trung tá quận trưởng lệnh cho toàn bộ tiểu đoàn bảo an không một ai được rời căn cứ, đứa nào nhúc nhích bắn bỏ, tôi sẽ còn quay lại đây với trung tá quận trưởng. Xin chào. Lầu khom người, chui qua cửa nhà. Hầm, tiếng cua hùng đuổi theo. Nhớ còn phương án trái cam, phương án trái cam. Sau câu nói ấy, hùng thấy đầu óc chật tính táo y hối hạ lệnh cho thông tin mở điện đài liên lạc với cấp trên cấp dưới một niềm hy vọng bỗng dưng sáng lên như một tia nắng trên mặt y hùng lăn xe vào căn phòng riêng của mình căn phòng nhỏ khiêm nhường ăn thông với phòng chỉ huy bằng một vuông cửa hẹp nước mắt hùng bỗng ừa ra kỷ niệm đâu đó ùa vào căn phòng y cảm thấy như vợ và con gái đang ngồi chờ ở kia người vợ hiền dịu đang mỉm cười nhìn y âu yếm hai đứa con gái chạy lại với ba y không chỉ sờ thấy mà còn nghe thoảng mùi thơm ngọt của da thịt vợ con hùng gạt nước mắt như gạt đi một mộng ảo rồi lăn xe tới trước bàn làm việc trên bàn còn thư vợ thư hai con gái góc kia y cầm lấy một phong bì khác rút ra một tấm ảnh tấm ảnh chụp bốn người vợ chồng y và hai đứa con ảnh chụp dịp tết nguyên đán vừa rồi ôi chao hùng yêu cái gia đình bé nhỏ của mình biết chừng nào Sinh ra trong một gia đình quyền quý ở Đà Nẵng, vợ Hùng được cha mẹ, các anh chị nuông chiều. Hồi mới đến với nàng, Hùng nghĩ cuộc tình duyên của mình và nàng khó thành. Nàng như tơ, ống ánh mềm mượt. Học xong đại học, cha mẹ muốn đưa nàng đi tu nghiệp ở Mỹ nhưng nàng từ chối. Nàng tiếp thu của cha mẹ một xưởng dệt nhỏ. Nàng nói, em cũng chỉ lo làm sao cái xưởng của em không đổ bể. Tiến lời đủ để xài cho một đời sống bình thường đúng là nàng không mơ màng chi sự giàu sang phú quý cũng không kén chọn chỉ một đức ông chồng tài ba có địa vị cao sang trong xã hội khi đã yêu nhau hùng hỏi nàng yêu anh em có gì băn khoăn không chỉ không yêu cái nghề của anh hồi đó hùng có thể dựa vào uy lực của bố nàng để không phải theo nghiệp nhà binh một lần hùng nói với nàng đất nước đang có binh đao tuổi thanh niên anh muốn làm một người lính thực hiện nghĩa vụ công dân một mai nếu còn sống mới lo công việc nhưng em không thích vậy, anh sẽ chiều. Nàng dúi mớ tóc dày mượt vào ngực y, ngước đôi mắt to sắc sảo thăm thầm nhìn lên, sao lại chiều em. Người con trai trước hết phải chiều ý thích của mình đã. Nàng nói nàng chúa ghét những chàng trai yếu đuối. Nàng là người yếu đuối rồi nên mơ ước chồng mình là người cứng rắn quả quyết. Mới dứt tuần trong mật, y đã bị điều lên cái vùng rừng núi hoang vu đại lộc. Hồi đó, Thượng Đức không như bây giờ. Rừng chập trùng bí hiểm. Muối vắt, những thứ làm nàng chết khiếp, đụng đâu cũng hàng đàn hàng lũ. Thi thoảng, y mới xin phép đơn vị về Đà Nẵng. Mỗi lần bước chân vào nhà, nàng ôm chầm lấy y, khóc dâm dứt. Y biết những chiều thứ bảy, những tối chủ nhật, không có ai đi dạo cùng nàng bên bờ sông Hàn. Nàng sống trong cô đơn, hưu hắt. Nỗi nhớ và cả sự ngùi tuổi ấy trồng chất và chút thành những dòng nước mắt. Giá như mỗi tuần y có thể về với nàng một ngày, hay một buổi hay chỉ một giờ, hẳn là tâm trạng u buồn của nàng sẽ vơi đi phần nào một lần nghe y ước ao như thế nàng đã nhìn y bằng sự ngỡ ngàng thương là thương anh thôi em ở thành phố có bạn bè có gia đình anh trên đó chỉ nhiều gió và cây rừng về sau để y khỏi nhớ khỏi buồn mỗi tuần một lần nàng lên thượng đức với chồng nàng bảo anh không về vì kỷ luật nhà binh thì em đến với anh cũng được chớ sao y bỗng thấy càng ngày càng yêu vợ hơn và càng ngày y càng phát hiện ra ở vợ những điều thật mới mẻ. Nhưng càng vì thế, y càng không muốn vợ phải khổ. Nếu chỉ vì anh thì em đừng quá vất vả như thế. Vì em nữ chớ. Nàng cười. Nàng là người rất mẫn cảm, tế nhị. Ngày trước em sợ mũi, sợ vắt lắm mà. Yêu anh. Nghĩ đến được gần anh là hết sợ. Không thể ngăn được nàng. Y bèn dọa nàng bằng lý do an ninh. Đường lên Thượng Đức, Cộng quân vẫn ra mai phục. Nguy hiểm lắm thôi để hàng tháng sẽ đi một lần nàng cười thế sáo dễ sợ vậy anh đừng ham về thành phố đó nghe để em anh là lính thứ em họ dình phục làm chỉ và thế là tình yêu thương đã khiến nàng quên hết hiểm nguy nàng vẫn đều đều đến thăm y cho đến khi mang thai và đứa con gái đầu lòng ra đời hai năm sau nàng lại ban tặng y một cô con gái nữa với y còn gì vui hơn con trai con gái đều tốt cả trong lòng y thực sự quý con gái hơn Mỗi lần y về, hai đứa xí phần ngủ với ba. Y giang hai tay làm gối cho chúng. Y thấy thích thú vô cùng được nằm cạnh con. Mùi thơm trên miệng, làn da mềm mát của con đưa y vào giấc ngủ thật yên bình. Lớn lên, hai đứa dành nhau nhổ dâu, nhổ tóc sâu cho y. Chúng ngoan, học giỏi, bi bô với ba suốt ngày. Hẻ năm ngoái, nàng đã dẫn cả hai đứa lên Thượng Đức. Suốt ngày, chúng nhảy nhót, đi hái sim, hái ổi chú công vụ còn dẫn chúng đi bắt chim ra ràng trong rừng. Ở thành phố, tù túng, được len đây sống với rừng thẳm với vẻ đẹp mắt ngọc của Thượng Đức, chúng mê mẩn không muốn về. Nhưng trái tim y thì xe thắt. Chiều vợ, thương con, y không đành từ chối, chứ ở đây thấp thỏm không yên. Mìn của cả hai phía gài khắp nơi. Vùng kiểm soát được nới rộng, nhưng càng nới rộng bao nhiêu càng không an toàn bấy nhiêu. Hôm đưa vợ và con về thành phố, y đích thân lái xe. Không làm thế, y không thể yên tâm. Hú hồn hú vía, xe đi được dăm bảy cây số, cối 60 ly của Việt Cộng dội tới tấp. Mảnh đạn xiết sàn sạt sau xe. Đến giờ, nghĩ lại, y vẫn còn thoát tim. Bữa đó mà vợ con có mệnh hệ gì, không biết y sẽ sống thế nào. Liệu có tồn tại, đến bây giờ, hai đứa con gái, hai nàng công chúa, hai viên ngọc của y đấy. Y thương, y quý đến thế, vậy mà bữa nàng sinh đứa thứ hai, nàng đã khóc đầm đỉa nước mắt hai mẹ con đang trong viện y vào thăm thấy nàng khóc y không hiểu đầu đuôi thế nào hay nàng tủi thân vì phải vượt cạn một mình y ghé ngồi xuống cạnh định an ủi thì nàng đã chúi đầu vào lòng y nức nở lần sau em sẽ sanh cho anh đứa con trai sao vậy em con gái cũng tốt chứa sao nàng ngược lên như thể câu nói đó không phải là của y dẫu thế mắt nàng cũng vụt sáng long lanh anh nói xạo không có con trai lấy ai nối dõi nghiệp nhà binh của anh Em buồn cười, vì chuyện sinh con gái mà em khóc đó à. Cần gì phải nối nghiệp nhà binh chớ. Em chả từng không thích đó sao. Em nói bao giờ. Có lần. Hồi chưa lấy nhau phải không? Bây giờ thì em thích rồi đó. Em thích một đứa con trai sau này như anh à. Hùng biết là nàng không nói dối. Nhưng có lẽ vì quá yêu y, thương y mà nàng nói vậy thôi. Hơn ai hết, nàng là người nếm trải đắng cay xa sót của việc xa chồng hơn ai hết nàng là người chịu bao thiệt thòi khi chồng mình là lính hùng không ân hận con đường mình đã chọn nhưng mong có một đứa con để rồi lại làm một người lính như y thì không bao giờ có một con đường binh nghiệp có những người lính sinh thời cho đến khi ngã xuống đã chọn đời trong quân ngũ nhưng y không muốn thế hệ sau vẫn phải đi tiếp con đường của cha chú họ chiến tranh không thể là mãi mãi con người sinh ra là để được xung họp gia đình để được hưởng hạnh phúc con y không còn phải lo âu khi nghe thấy tiếng đại bắc đâu đó tiếng mìn nổ đâu đó, tiếng súng lớn súng nhỏ đâu đó, có những tiếng sột suột đâu đó làm y giật thoát trong giấc ngủ sẽ không bao giờ đến với các con y nữa. Nhưng đấy là chuyện của ước mong, thực tế phú phàng hơn. Dù muốn hay không, y phải tính đến chuyện xa vợ con, không phải xa như những năm tháng đã qua mà là xa vĩnh viễn. Nếu phải vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời để đem lại hạnh phúc cho vợ con, y sẽ sung sướng biết bao nhiêu. Nhưng phú phàng thay là cái chết của người lính, vợ con y sẽ đau khổ sẽ khóc đến khô cạn nước mốt đời sống gia đình sẽ xáo trộn và y đã hình dung ra cái thảm kịch của bố mẹ vợ con khi mình mất đi gia đình y sẽ được tôn vinh có sự bảo lãnh của xã hội nếu thể chế chính trị việt nam cộng hòa đứng vững quân lực việt nam cộng hòa đẻ bẹp được cộng quân sẽ là nỗi sỉ nhục nỗi ê chề khốn nạn khốn khổ cho gia đình y nếu cộng sản thắng chế độ ông thiệu sụp đổ không biết những người lính bên kia có nghĩ như y không hẳn là khi xa vợ con họ cũng nhớ thương quận thắt. Rồi họ cũng như y, vinh quang và cay đắng phụ thuộc vào thắng hai bại trong cuộc chiến hôm nay. Vậy thì hà cớ gì họ phải từ miền Bắc vào đây, chịu đói rách, chịu gian khổ hy sinh. Hóa ra những điều lầu và tín tranh luận không giống như y hằng nghĩ. Lý lẽ của cả hai người chưa thuyết phục được y nhưng làm y hoang mang. Chưa bao giờ y nghĩ Thượng Đức có thể lọt vào tay Cộng quân, cũng chưa bao giờ y ngờ tới chế độ y đang sống sụp đổ. Ấy vậy mà sĩ quan dưới quyền y đã không ngần ngại nói trắng phớ. Còn tiếc là đã không theo Cũng việc cậu đấy. ngay từ đầu, nhưng việc quan trọng thêm nhất là tưởng điểm mới sinh trong nước y khi nghe lời đoàn, đoàn chí đang phát triển với, với Lợi. Ấy Tôi là quyết định vô lý, hướng tấn công rất vô lý cho những tiểu đoàn cầm, cầm súng. Như toàn bộ y lực lượng bên cộng sản chỉ huy trung đoàn sang lợi phía ấy đâu chẳng tập trung bánh dứt thua thiệt trăm đường trưởng ban tác chiến mở sổ tay lăng làm ghi chép đòi. không phải thủ trưởng cho biết ngày giờ cụ thể về chiến tranh đúng một giờ vì ngày bảy chưa 8. tìm được câu trả lời sở chỉ huy đám đám mà là vì những chàng và đại tiểu đoàn bảy phải có mặt quân não vào đồi sau đại bác là bố mình sẽ tràn lên sở chiến đã có ý định như vậy vực tiểu đoàn còn hỏi ý kiến chúng tôi, tôi B40 làm gì bốn mươi mất công b bốn mươi mốt kể các anh a tôi đi xuống với bộ bộ không thấy tiếng súng bắn trả Thôi chết, Nguyễn Hiếu bỏ khéo đi. mà tín đầu hàng cộng Mọi quân người lặng rồi. lẽ nhìn theo hùng, hùng lắng tai về Chính phía Huy, tiểu đoàn biệt Động quân. Người nói nhỏ với một Lâu người. đang cho quân tham chiến. Anh ta có rất Dùng nhiều phẩm bên chất đang của một nhau. người anh hùng ở phía ấy, nhưng cũng không còn được thoát. Lính Nguyễn Hiếu về đến một con đường của tiểu đoàn tám chế cán bộ chiến sĩ đại đội họ sẽ đánh đến cùng. Thay thế cán bộ chiến sĩ đại đội quân chưa làm gì được những người còn lại của đại đội vã lăn sẽ rút qua nhà hình của tiểu đoàn. Y lệnh cho lắc đáng mở các loại máy một liên vài lạc người. với cấp trên quân. áo tướp táp, mẹ kiếp mặt bơ trên phờ mọi đoàn mệt vẫn chỉ cái giọng cáo ra. của lão hình ảnh của họ có làm Hùng cho một số người lính quang, quang thay Trương. không khỏi gã mình bảo gọn đây Lò. là hướng đang có nhiều đi bất sài lờ. gòn bọn địch đã chiếm lại những lô cốt vàng 8 máy bay A-37 thả bom ngay trên các lớp rào